Nghe đồn thằng Tấn có đỡ comeback mà không biết nó là ai hết á. Tôi mới lên mạng tìm kiếm các từ khóa thì bỗng nhiên ký ức nó lại ùa về. Kính chào các bằng hữu gần xa. Kính chào các bằng hữu gần xa. Mày không biết tại sao mà cứ tối ngày nó vô nó chào hoài vậy hả? Nó có phải là thằng này? Thằng này? À, đéo phải thằng này. Thằng này, đúng không? À, đích thị là thanh niên chơi ngu bị cộng đồng mạng quýnh đây nè. Trời ơi, quýnh cho bòm đầu luôn nè. Nhìn cái mấy cái clip của nó nè, thiệt là hư cấu quá đi. Người ta mới nói là khôn 3 năm dạy 1 giờ, chứ thằng khó đỡ là nó ngu triền miên luôn đây mà. Đó đó, anh em nhìn cái mặt của nó kìa. Trời ơi, nghe điện thoại ngáo ngơ rồi cuối cùng bà mẹ bị thằng kia nó quýnh nè 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 nè. Vô đầu, vô đầu, vô đầu, ngu người luôn anh em ạ. À. Đâu rồi cái intro nó đẹp vậy? Tự nhiên một cái thằng nhóc cầm mà cái chìa khóa đút vô cái hộp. Ra đồ xịn không luôn. Ý ý ý, cái lựu đạn kìa. Trời ơi ghê vậy ta. Đấy rồi, lâu ngày rồi mình mới bắt đầu quay lại ngôi nhà của mình đó anh em ạ. À. Nè các bạn nhìn đi, ruộng thì không có ai cày, bò thì không có ai chăn. Trời ơi là trời, cuộc sống gia đình nó vẫn vậy anh em ạ. À. Đây đây là cái ruộng mía của mình nè. À. Trời ơi nhìn cái ruộng mía nó như là cái hàng rào vậy đó. Thiệt là hư cấu quá đi. Đó, một cái bức tượng mà phải nói là đỉnh cao nhất trong cái Minecraft này. Đây là cái khu mà được tất cả những cái công dân lương thiện khác phá hoại đó. Đây là một con quái vật đầu đỏ 17 cm nha anh em. Có một cái mắt nữa nè. Anh em nhìn đi, trời ơi cái đầu của kìa. Một cái căn nhà mà YouTuber nào cũng đòi phá hủy hết anh em ạ. Tuấn khó đỡ IS á, chỉ là mọi người đặt cho thôi. Chứ bây giờ á, mình rất thích là cái việc trồng rau mà nuôi cá nên anh em ạ. Hàng ngày chúng ta sẽ thu hoạch khoai tây để làm một người công dân lương thiện, không có đi phá làng quá sớm như ngày trước nữa. Ta bao năm Tuấn khó đỡ comeback rau nuôi cá, thì chúng ta có thể thu hoạch lúa là một công việc của nhà nông anh em ạ. Bởi vậy người ta mới nói trên đồng ruộng dưới đồng sâu, trồng cày vợ cấy, con trâu đi cày. Trong game này không có trâu thì mình bắt mấy con bò cày cho mình cái ruộng này anh em ạ. Đây. Đây nè, bây giờ thì trời tối đói rồi á thì chúng ta ăn bò bít tết cho nó thơm ngon anh em ạ. Đây cái sở thích mà sau khi chúng ta phá hoại xong đó chính là cái sở thích chăn bò này mà, dắt những cái con bò này đi dạo xung quanh cái nơi này nè. Không có đỡ là có làm cái những cái việc mà tổn hại đến sức khỏe của người khác nữa đâu anh. Xin thề, xin thề. Vô địa ngục thì chúng ta sẽ gặp các anh heo. Nhưng mà ngày xưa thì đỡ còn kiếm chuyện với các anh heo, chứ bây giờ á dụ như vậy nè, đó mình lại mình kêu anh em cái nhà đó rồi mình chạy thôi. Đó anh em sẽ dí anh em là đó, cả gia đình dòng họ anh luôn. Trời ơi, không lẽ bây giờ mình phải chấp hết thôi anh em ạ. Nói chung là cái tính côn đồ của Tuấn có đỡ thì nó vẫn còn đó anh em, chứ không phải là hết rồi anh em ạ. Thấy không? Gặp heo là diệt heo mà gặp bơm là nổ bơm. Sống mưu sinh rất là khó khăn anh mà đòi, bây giờ quay về thế giới hiện tại thôi. Đây mọi người cũng hay đừng nói có câu mà tao đứng từ xa mà nhìn thấy quái vật đầu đỏ 17 cm thì đích thị đó chính là Tuấn có đỡ IS rồi. Trời ơi. Thấy không? Bởi vì nhiều người cũng vô quan Tuấn có đỡ là thằng nào chứ đâu phải là thằng này đâu anh em mà. Làm sao mà ai có thể tạo ra được một cái công trình biệt tác 17 cm được như thế này? Bởi vậy vô quan giáo họa không? Đó thiệt tình đó là Tuấn có đỡ chỉ muốn cho một số anh em vô đây tham quan cái map. Không ngờ anh em lại có thể nói những lời nặng lề như vậy. Ngôi nhà của Tuấn có đỡ nó rất là bình thường. Nó đâu có cái gì đâu mà tự nhiên anh em nói nó lại là cái comeback chỉ là niềm vui cho anh em thôi. Anh em nhìn đây, từ trên xuống dưới là nhìn đây có cái gì đâu. What the fuck? Anh em nhìn coi thấy không? Holy fucking shit. Bởi vậy người ta mới nói cái câu là gian sơn dễ đổi mà bản tánh thì khó dời. Anh em nhìn kìa, trời ơi nó vẫn còn chứa cả trăm tấn thuốc nổ ở trong đây. Thôi thôi thôi, tới này thì chúng ta quýt thôi nè. Để rồi thì Tuấn có đỡ là ai thì anh em biết rồi đó nha. Tiệt là hư cấu quá đi. Chết. Dẹp, dẹp ngay bây giờ mà còn chơi cái ao chu đó nữa hả? Để tao. Đừng quên tìm kiếm Tuấn có đỡ trên Facebook. Ok, ấn nhẹ cái nút like rồi ấn theo cái nút follow nha. Tuấn có đỡ live stream buổi sáng vào lúc 7 giờ và buổi trưa vào lúc 14 giờ nha. Từ thứ hai cho tới chủ nhật luôn. Có khi thứ hai off một ngày. Và đừng quên ấn subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video clip khác.